Chiều ngày 17 tháng 8, sau 3 tuần Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án 54 bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu, đến nay đã có 18 bị cáo gửi đơn kháng cáo tới tòa án, đề nghị xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm. Trong số này có 2 bị cáo kháng cáo kêu oan, không thừa nhận hành vi phạm tội, gồm Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, Trần Minh Tuấn, giám đốc công ty cổ phần xây dựng Thái Hòa. Trước đó, tại phiên tuyên án chiều ngày 28 tháng 7, tòa cấp sơ thẩm đã tuyên án phạt bị cáo Hoàng Văn Hưng mức án tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Trần Minh Tuấn bị phạt 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo Trần Minh Tuấn là 18 năm tù. Theo bản án sơ thẩm, trước tình hình dịch COVID-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, Chính phủ đã chỉ đạo tổ chức các chuyến bay đưa công dân ở nước ngoài về nước. Trong quá trình cấp phép các chuyến bay, phê duyệt cách ly tại địa phương và giải quyết vụ án, từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 12 năm 2022, một số cá nhân thuộc các bộ ngành được giao nhiệm vụ cấp phép chuyến bay, cách ly ở địa phương và một số cá nhân đại diện doanh nghiệp cùng một số đối tượng khác đã thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.